Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Vòng tròn định mệnh của tác giả Phương Linh Hugo. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên Long đang uống cùng Hùng và Thiên Đăng thì bỏ ly rượu xuống. Hai đứa tụi mày tiếp tục đi, tao phải đi Hà Nội rồi. Hùng cầm ly rượu của Thiên Long đặt trở lại tay anh nói. Người ta không ở trong tầm mắt có một lát, mày đã đi lên rồi. Thiên Long đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi lại tiếp tục cục ly với Hùng và Thiên Đăng. Đội ngũ nhân viên tham gia dự án City in the Forest Mỹ Đình đang tăng ca ngày đêm cho kịp ngày ra mắt truyền thông. Tao ở đây ăn chơi nhảy múa coi sao được. Thiên Đăng uống cạn ly rượu rồi nhìn Thiên Long giỏ xét. Từ khi nào mày lại ưa giải thích dài dòng như thế? Thiên Long là người có tính tự cao tự đại, nói ít làm nhiều. Việc anh muốn là làm chẳng cần giải thích với ai. Hiện tại nhắc tới Hoàng Phượng, anh giải thích dài dòng như vậy, bạn thân của anh không nghi ngờ mới lạ. Là bị nói trúng tim đen thiên long thẹn quá hóa giận nói với thiên đăng mày cũng đi cùng tao để lo chuyện ra mắt dự án city in the forest mỹ đình với truyền thông ở đó mà dài với dòng thiên đăng gãi đầu anh định giữa tuần mới bay ra hà nội nhưng lỡ đụng tới tổ kiến lửa rồi thì không đi ngay cũng không được hùng cũng ly với thiên đăng nói thêm vào chiều qua thiếu chút nữa tao được xem phim người lớn trực tiếp nếu đi cùng nó Tao khuyên mày nên mang theo một cái kính dâm nhé Thiên Long ném cho Hùng Một ánh mắt cảnh cáo Rồi mạnh mẽ đặt ly rượu xuống bàn Trước khi rời khỏi Anh còn nhìn Thiên Đăng buông ra một câu Chúng ta bay chuyến 11 giờ đêm nay Sau khi chào hỏi Một số khách quan trọng trong bữa tiệc Thiên Long đi thẳng lên phòng Để thông báo cho Hoàng Phượng Chuẩn bị tới giờ xuất phát Gõ cửa phòng một hồi không thấy cô mở cửa Anh để cửa đi vào vào phòng không thấy cô đâu lại thấy chiếc đầm dạ hội cô vừa mặc hồi nãy kèm mảnh giấy đặt trên giường tôi về hà nội trước nhé cảm ơn về chiếc đầm anh nghĩ thời gian còn dài chắc cô đang nói chuyện với ba mẹ của mình vì vậy anh nhanh chóng chuẩn bị hành lý rồi đi xuống dưới phòng của ông thành công và bà phượng tìm cô thì lòng đi vào phòng thấy bà phượng đang ngâm chân anh ngồi xuống vừa nắn chân cho bà phượng vừa nói hôm nay mẹ mặc váy rất đẹp mẹ phải chịu khó mỗi ngày tập đi để còn mặc đẹp cho ba con ngắm nữa chứ nếu mẹ mặc đẹp mà ngồi một chỗ sao ba con thấy được anh chỉ được cái nịnh mẹ là giỏi nếu ngày mai anh cưới cho mẹ một nàng sâu thì mẹ không cần tập cũng đi như thường cho anh xem thiên long cười không thấy mặt trời đáp mẹ hứa rồi đó nha con sẽ nhanh chóng tìm một cô vợ để cưới. Còn bây giờ con phải ra Hà Nội công tác rồi. Mẹ ở nhà phải tập đi đều đạn đó. Trước đây nhắc tới chuyện có bạn gái, là Thiên Long liền nói lảng sang chuyện khác vì căn bệnh sợ gần phụ nữ của mình. Còn bây giờ căn bệnh của anh đã có tiến triển. Chuyện lấy vợ chắc chắn không nằm ngoài tầm với. Vì vậy anh cũng thoải mái đề cập tới chuyện này. Bà Phượng tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi Hai đứa giận nhau à? Hoàng Phượng vừa nói với ba mẹ Cô ấy về Hà Nội trước Thiên Long cũng không biết vì sao Hoàng Phượng về Mà không nói với anh một tiếng Anh lấy đại một lý do nói Chắc cô ấy muốn con ở lại tiếp khách Nên về trước ạ à? Anh đứng dậy nhìn bà Phượng nói Vậy con đuổi theo cô ấy đây Thiền Long gọi trong Hoàng Phượng không liên lạc được Anh nghĩ có lẽ do cô lên chuyến bay trước Chuyến hai người dự định đi Nên cô khóa máy có điều anh đã hứa với bố mẹ của Hoàng Phượng sẽ gặp họ để giải thích chuyện ngủ chung giường. Nếu bây giờ anh để cô về một mình, chắc chắn sẽ bị bố mẹ của cô và Bình Minh của trách. Vì vậy anh ra ngoài chào ông Thành Công, rồi cho lái xe riêng chở anh và Thiên Đăng ra sân bay. Trước khi máy bay cất cánh, anh còn gọi điện thoại cho Bình Minh chuẩn bị ra sân bay đón. Thiên Long và Thiên Đăng bay chuyến 11 giờ, một giờ sáng đã có mặt tại sân bay nội bài. Nhìn thấy Thiên Long, Bình Minh lập tức chìa tay trước mặt anh. Mày tính luôn chuyến trước với cả chuyến này, cộng thêm tổn thất tinh thần sao tao phải thức khuya đi đón tụi mày nữa nhé. Thiên Long nhìn Bình Minh không nói một lời. Anh mở ví lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đặt mạnh vào tay Bình Minh, sau đó mở cửa lên xe ngồi. Ngày đi du học, Bình Minh nhiều lần mượn thẻ của Thiên Long, vì vậy khi mà thiên long đưa thẻ anh cũng không cần hỏi mật khẩu anh cười ngoác cả miệng nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt sắp tới chú em còn phải chi cho anh hiểu đấy là người hiểu thiên long nhất bình minh không phải không nhìn ra thiên long rất quan tâm tới em gái mình lên xe bình minh cảm giác thiếu thứ gì đó anh quay đầu lại mới thấy người ngồi vào xe của mình là một chàng trai mà không phải hoàng phượng Nãy giờ anh chỉ nghĩ tới chuyện lấy được tiền của Thiên Long mà quên mất cô em gái của mình. Bình Minh chưa kịp lên tiếng hỏi thì Thiên Đăng đã nhanh miệng nói: "Tôi tên Đăng, đi cùng Long." Bình Minh quay sang nhìn Thiên Long hỏi: "Thế mày ném em gái tao đi đâu rồi? Tối qua chẳng phải..." Thiên Long nhanh miệng chặn lời nói tiếp theo của Thiên Long: "Đi chuyến trước rồi." Mặc dù rất muốn hỏi tại sao hai người không đi cùng chuyến bay, nhưng có Thiên Đăng ở đây, Bình Minh không tiện hỏi. Bình Minh chở Thiên Long và Thiên Đăng về tòa nhà Thiên Long, nhưng tới nơi Thiên Long không xuống xe mà ném thẻ căn penhouse của mình cho Thiên Đăng. "Mày lên trước đi." Sau khi Thiên Đăng đi khỏi, Thiên Long mới có dịp nói với Bình Minh, giọng nói và gương mặt của anh không che giấu được sự lo lắng. "Mày gọi cho Hoàng Phượng xem, cô ấy về tới nhà chưa?" Bình Minh thấy bạn thân lo lắng cho em gái của mình thì trêu chọc. Gọi tao là anh vợ đi, rồi tao gọi. Thiên Long làm mặt nghiêm túc nói. Giờ là giờ nào rồi mà mày còn giỡn được? Nhìn gương mặt viết lên hai ba chữ không đủ giỡn của Thiên Long, Bình Minh nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra gọi cho Hoàng Phượng. Một lát sau anh nhìn Thiên Long lắc đầu. Chắc máy nó hết pin, để tao gọi về nhà xem nó về chưa? Sau khi gọi về nhà biết được Hoàng Phượng vẫn chưa về. Điện thoại thì không liên lạc được. Bình Minh nghi ngờ hỏi Thiên Long. Jerry vẫn chưa về nhà. Sao hai đứa tụi bay lại không đi cùng chuyến? Thiên Long lúc này bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Ngay từ lúc biết Hoàng Phượng rời khỏi biệt thự nhà mình, anh đã gọi cho cô nhưng không liên lạc được. Vì cô nói về Hà Nội trước nên anh nghĩ cô lên máy bay phải tắt máy. Hiện tại vẫn không thể liên lạc được với cô. Anh chợt nghĩ có khi nào cô về penthouse của mình không? Ngay lập tức anh lấy điện thoại gọi cho Thiên Đăng. Một lát sau nghe giọng khó chịu của Thiên Đăng vang lên ở đầu bên kia. Gì vậy ba? Mày bấm chuông căn penthouse đối diện xem có người không? Không nghe Thiên Đăng nói gì Thiên Long sốt ruột hối thúc. Bấm chưa? Vừa ra khỏi thang máy bấm ngay đây cha nội. Có khi nào mày chơi tao không vậy? Hơn một giờ sáng bà ta bấm chuông nhà người ta có bị ăn dép không vậy bấm liên tiếp cho ta chờ phản hồi từ thiên đăng thiên long như ngồi trên đống lửa chưa bao giờ anh thấy thời gian chạy chậm như lúc này không có người mở cửa sao đầu bên kia lại nghe giọng khó chịu của thiên đăng mày làm gì mà hối dữ vậy thiên long lúc này không thể giữ bình tĩnh vội đẩy cửa xe trước khi bước xuống anh nói với bình minh mày ở đâu chờ ta một lát bình minh chưa kịp nói gì thiên long đã chạy như bay vào bên trong tòa nhà thiên long vừa nghe điện thoại chờ tín hiệu từ thiên đăng anh vừa chạy vào phòng an ninh nhìn thấy thiên long nhân viên phòng an ninh như nhìn thấy ma giữa đêm giữa hôm thấy tổng giám đốc xuất hiện tại đây lại còn với dáng vẻ gấp gáp anh ta sợ tới nói lắp bắp tổng 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 thiên long ra lệnh cắt đứt màn lắp bắp của nhân viên tôi lại camera an ninh tầng 68 từ 2 tiếng trước tới hiện tại. Dạ vâng. Nghe giọng nói của Thiên Long anh mới xác nhận là người thật. Là người thật nhưng khi áp từ Thiên Long phát ra khiến anh sợ còn hơn sợ ma. Tay chân run rẩy như gà mắc bệnh phong. Mồ hôi ướt, nhanh chóng chảy như mưa. Thiên Long thấy vậy tự tay anh tua lại hình ảnh trên camera an ninh tầng 68 của tòa nhà xem hình ảnh được thu lại tại hành lang tầng 68 rất rõ. Từ 2 tiếng trước trở lại đây, không hề có bóng sáng hoàng phượng. Hiện tại chỉ thấy thiên đăng đứng trước cửa penthouse của cô, không ngừng bấm chuông. Mày đi ngủ đi. Tổng tổng tổng. Thiên Long cúp điện thoại vào túi quần nhìn nhân viên phòng an ninh nói Theo dõi tầng 68 nếu thấy có cô gái trẻ nào xuất hiện lập tức gọi điện thoại cho tôi Thiên Long để lại tấm ưu thiếp cá nhân rồi nhanh chóng rời đi. Thiên Long vừa đi khỏi nhân viên phòng an ninh liền nâng tay lên. Anh lấy hết sức tát vào mặt mình xem đang tỉnh hay là mê. Còn Thiên Long lúc này không còn giữ bình tĩnh được nữa. Không có Hoàng Phượng ở đây. Cô cũng không về nhà. Điện thoại lại không liên lạc được. Anh sợ rằng có chuyện xấu xảy ra với cô. Chạy về nhà mày trước đã. Giọng nói của Thiên Long làm Bình Minh đang ngủ gật giật mình tỉnh giấc. Hai người nhanh chóng có mặt tại biệt thự nhà Bình Minh. Không ngờ vừa bước vào phòng khách đã thấy ông Hoàng Hải và bà Diễm My ngồi chờ sẵn ở ghế sofa với nét mặt lo lắng. Con chào hai bác. Ông Hoàng Hải nhìn Thiên Long bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Tại sao con gái tôi đi cùng cậu? Cậu lại không biết nó đang ở đâu thiên long đứng khom lưng trước mặt ông hoàng hải và bà diễm my dạ con xin lỗi ông hoàng hải đập mạnh tay lên bàn quát lớn giờ anh đứng đây xin lỗi thì có ích gì bà diễm my níu cánh tay áo ông hoàng hải nói ông bình tĩnh nghe cậu ấy nói đã sau đó bà ngước lên nhìn thiên long nói con ngồi đi trước đây bình minh từng bị ông hoàng hải phạt rất nhiều lần vì tội chơi bời phá phách nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy bố của mình tức giận với người lạ. Lại là bạn thân của mình nên khá khó xử. Anh kéo Thiên Long cùng ngồi xuống đối diện ông Hoàng Hải và bà Diễm My nói. Bố từ từ nghe bạn con nói đã. Bố làm nó sợ rồi kìa. Thiên Long ngồi xuống trình bày. Hôm nay nhà con có tiệc nên tụi con ở lại tham dự. Tụi con dự tính đi chuyến bay lúc 11 giờ tối. Hoàng Phượng về phòng chuẩn bị đồ trước, lúc con gọi cô ấy đi ra sân bay thì cô ấy đi rồi, cô ấy còn để lại tờ giấy nhắn. Thiên Long lấy từ túi quần ra mảnh giấy Hoàng Phượng viết đưa cho ông Hoàng Hải. Nhìn thấy chữ viết của Hoàng Phượng, ông Hoàng Hải vẫn không yên tâm. Lúc lên máy bay, không thấy con bé, cậu cũng nhắm mắt mà đi một mình à? Dạ con nghĩ cô ấy đi chuyến trước ạ. À? Thiên lòng dứt lời căn phòng lại rơi vào im lặng. Ai cũng không lên tiếng vì họ không biết phải nói gì vào lúc này, chỉ có thể ngồi im chờ tin tức của Hoàng Phượng. Bình Minh thì liên tiếp bấm điện thoại. Thiên Long cũng không thể ngồi im, anh lấy điện thoại ra bấm gọi cho Hùng. Thiên Long phải gọi tới lần thứ ba, Hùng mới bắt máy. Vừa bắt máy, Hùng đã hét toáng trong điện thoại. Mày gọi cũng không để ý bây giờ là mấy giờ Mày tra dùng tao Hoàng Phượng Lên chuyến bay nào về Hà Nội Không đợi Hùng trả lời Thiên Long trực tiếp cúp điện thoại Không riêng gì Thiên Long Tất cả mọi người đều dán mắt Vào chiếc điện thoại Thiên Long cầm trên tay Không gian im lặng tới mức Mọi người có thể nghe được Tiếng thở dài nặng nề của nhau Nghĩ tới chuyện Nguyên Vũ gây ra Với Hoàng Phượng Lại nhớ tới lời Hùng nói không có tin tức của Nguyên Vũ khiến Thiên Long càng lo lắng. Hai bàn tay của anh nắm chặt tới mức, gần xanh trên mu bàn tay nổi lên một tầng. Cộp cộp cộp, tiếng giày cao gót vang lên ngày càng gần, mọi người đều hướng về phía phát ra tiếng động. Nhìn thấy bóng sáng của Hoàng Phượng, Thiên Long lập tức đứng vụt dậy chạy lại, ôm chầm lấy cô trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Cô cũng lao vào ôm chặt lấy anh. Trước đó Hoàng Phượng với Nguyên Vũ, mỗi giây mỗi phút đều cảnh giác. Thậm chí lúc ngồi ở phòng chờ lên máy bay, hay suốt 2 tiếng ngồi trên máy bay, mặc dù rất buồn ngủ, nhưng cô không dám chợp mắt. Có lúc cơn buồn ngủ ập tới buộc cô phải nhéo mình thật đau để tỉnh giấc. Xuống máy bay, hai người đón taxi về tới biệt thự nhà mình. Nguyên Vũ còn chưa chịu rời đi, cô vẫn chưa hết lo lắng. Cho đến khi nhìn thấy Thiên Long Cô bớt xác lao về phía anh Trong vòng tay anh Mọi cảm giác sợ hãi Lo lắng trước đó lập tức biến mất Thay vào đó là cảm giác bình yên Tin tưởng Cảm giác được bảo vệ tuyệt đối Vòng tay của Thiên Long siết chặt eo nhỏ của Hoàng Phượng Như muốn trừng phạt cô vậy Ở đây đang còn vài người sống sờ sờ đó nhé giọng của Bình Minh vang lên khiến Hoàng Phượng giật mình trở về thực tại. Cô vội đẩy Thiên Long ra, nhưng anh càng ôm cô chặt hơn. Lại một giọng nói nữa vang lên. "Hoàng Phượng, em đang làm quái quỷ gì vậy?" Nguyên Vũ bận lấy đồ nên đi vào sau Hoàng Phượng. Vừa đi tới cửa đã thấy cô đang ôm chặt Thiên Long, khiến anh không thể giữ được bình tĩnh mà gào lên. Nhìn thấy Nguyên Vũ, Thiên Long bỗng cứng đờ người. Thì ra cô đi cùng Nguyên Vũ Vòng tay của anh đang ôm Hoàng Phượng Cũng buồn lòng Trong đầu anh bỗng hiện ra hàng loạt các câu hỏi Cần lời giải đáp Tại sao Hoàng Phượng lại đi cùng Nguyên Vũ Có phải cô tình nguyện hay bị ép buộc Điện thoại của cô có khóa máy vì lý do gì Nguyên Vũ nắm tay Hoàng Phượng Kéo về phía mình rồi bắn ánh mắt cảnh cáo Về phía thiên Long quát lớn mày biết mày đang làm gì không mấy đứa và đây ngồi hết đi giọng nói của ông hoàng hải vang lên đúng lúc ngăn chặn một cuộc chiến tưởng chừng nảy lửa sắp diễn ra giữa nguyên vũ và thiên long hoàng phượng về nhà an toàn cùng với người yêu của mình thiên long cảm giác mình là người thừa vì vậy anh nói với ông hoàng hải và bà diễm my con xin phép hai bác con về ạ thiên long rời đi nguyên vũ cũng về ngay sau đó vì muộn nên mọi người cũng không truy hỏi hoàng phượng sáng sớm hoàng phượng thuận lợi đi nộp đồ án tốt nghiệp suốt một tuần cô không thể liên lạc được với thiên long anh chỉ nhắn qua bình minh nói cô hãy yên tâm chuẩn bị tâm lý thật tốt để bảo vệ đồ án tốt nghiệp những vấn đề khác anh đã cho người chuẩn bị thế nhưng tới ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp Hoàng Phượng vẫn chưa nhận được mô hình và bảng nguyên liệu thực tế sử dụng trong công trình cho đồ án tốt nghiệp khiến cô lo lắng tới mức phát khủng. Ngày Hoàng Phượng bảo vệ đồ án tốt nghiệp cũng đã đến. Bà Diễm My dậy thật sớm đồ sôi đậu đỏ cho cô ăn lấy hên. Cô nàng không có tâm trí đi thì lại nghe thông tin ông Hoàng Hải. Bà Diễm My và cả Bình Minh đều muốn đi cổ vũ tinh thần cho cô. Hoàng Phượng nhìn ba người cười khổ. Mọi người nên ở nhà thì hơn, con chỉ sợ con làm mọi người thất vọng thôi. Bà Diễm My dứt khoát không chịu ở nhà. Lúc con bảo vệ đồ án tốt nghiệp, nếu tạo áp lực cho con, bố mẹ sẽ tránh đi không cho con thấy mặt. Nếu ở nhà mẹ hồi hộp sợ sẽ phát bệnh tim mát. Mọi người chuẩn bị xuất phát thì Nguyên Vũ cũng xuất hiện. Anh mặc bộ đồ vest màu đen lịch lãm, Bên trong là áo sơ mi trắng thắt cả vạt triển chu Nhìn anh không khác gì chú rể trong ngày trọng đại của mình Ông Hoàng Hải và bà Diễm My lên xe do lái xe riêng của gia đình chở Hoàng Phượng cũng lên xe của Bình Minh để mặc nguyên vũ một mình một ngựa Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp thông báo Hoàng Phượng là người bảo vệ đồ án tốt nghiệp sau cùng Ngồi dưới hàng ghế dự khán cùng mọi người Cô như ngồi trên đống lửa cô quay sang bình minh ngồi bên cạnh than thở có phải anh bạn vàng của anh muốn chơi em phải không sắp tới lượt em rồi mà chưa thấy ai mang mô hình với bảng vật liệu tới nữa bình minh nhún vai tỏ vẻ không biết gì nguyên vũ ngồi bên cạnh thấy hoàng phượng ngồi không yên thì an ủi em không nên hồi hộp quá như vậy dứt lời anh lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cô rồi nói tiếp anh tin em sẽ làm tốt Thiên Long vào hội trường từ cửa sau, nhìn thấy hình ảnh thân mật của Nguyên Vũ và Hoàng Phượng, anh khựng lại bước chân của mình. Nghĩ tới những lời nói trước đó của Hoàng Phượng tại nhà mình, Thiên Long cảm thấy nực cười, anh có cảm giác mình là một kẻ ngốc thực sự khi tin vào lời cô nói, tất cả chỉ là giả dối. Sinh viên cuối cùng bảo vệ đồ án tốt nghiệp vừa xong, giọng nói của chủ tịch hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp cũng vang lên trên loa. Mời sinh viên Hoàng Phượng. Hoàng Phượng đứng dậy đi lên sân khấu, vừa đi cô vừa thầm nguyện rủa 80 đời tổ tông nhà Thiên Long vì đã lừa dối cô. Ngày hôm nay mọi người trong gia đình cô đã bỏ công bỏ việc tới đây để cổ vũ cô bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Nhưng cuối cùng cô lại không đủ điều kiện tham gia bảo vệ, mà người gây ra chuyện này lại là tên tổng giám đốc họ Hứa kia. Hoàng Phượng đi về phía chủ tịch hội đồng chấm đồ án để xin phép cho cô được rời ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Cô chuẩn bị tinh thần dùng khổ nhục kế xin phép. Cùng lắm thì cô lộ diện với thân phận con gái của tỷ phú Đô La Hoàng Hải để năn nỉ hội đồng. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí. Không ngờ mở mắt ra lại thấy Thiên đang đi vào. Anh chào hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp rồi đi lên sân khấu chỉ đạo nhân viên của Thiên Long nơi đặt mô hình khu đô thị cao cấp City in Forest Mỹ Đình. Tiếp đến là đích thân giám đốc khu đô thị cao cấp. Trịnh Xuân Thanh cầm bảng vật liệu đi vào. Sau đó ông kết nối laptop với màn hình chiếu lớn trên sân khấu. Nhìn chiếc laptop này Hoàng Phượng nhận ra đó là của Thiên Long. Vì trong lúc anh hướng dẫn cô làm đồ án tốt nghiệp, vô cùng nghiêm túc, cô đã bí mật vẽ lên mặt sau của laptop. Hình ảnh một ai cần mặt cười bằng viết xóa màu trắng rất to trên nền màu đen của chiếc laptop. Không biết anh không để ý hay cố tình không xóa mà nó vẫn còn nguyên. Hoàng Phượng đảo mắt quanh hội trường để tìm kiếm Thiên Long, cô muốn hỏi anh có ý gì khi cô chuẩn bị lên sân khấu bảo vệ đồ án tốt nghiệp, anh lại cho nhân viên mang cả mô hình khu đô thị cao cấp City in the Forest Mỹ Đình lên sân khấu, trong khi đó đồ án tốt nghiệp của cô chỉ có một tòa nhà trong số đó lại còn kết nối với laptop của anh ta nữa. Anh ta muốn đạp đổ công sức 4 năm đèn sách của cô hay sao? Thế nhưng giây phút quay đầu nhìn xuống khu vực dự khán, Hoàng Phượng đã nghĩ mình bị ảo giác, không biết từ bao giờ xuất hiện nhiều phóng viên ngồi chật kín hội trường tới mức không còn một ghế trống, còn có rất đông các bạn sinh viên hiếu kỳ cũng tham dự, đứng tràn ra cả lối đi trong rất nhiều người lại xuất hiện một bóng dáng vô cùng nổi bật, thiên long mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây và giày da màu đen vô cùng lịch lãm. Anh đi từ cuối hội trường hướng về phía sân khấu, tất cả camera, máy chụp hình của phóng viên và cả điện thoại di động của các bạn sinh viên đều hướng về anh. Trông anh không khác hình ảnh một ca sĩ hoặc diễn viên thần tượng đang đi thảm đỏ đôi chân dài thẳng tắp, mái tóc vuốt keo chỉn chu và đặc biệt là gương mặt đẹp trai không góc chết của anh đã biến mình thành một thỏi nam châm hấp dẫn vạn vật. Một số bạn sinh viên còn phấn khích hú hét gọi tên anh, biến anh thành một idol thực thụ. Suốt một tuần qua, Thiên Long cùng đội phụ trách dự án khu đô thị cao cấp City in the Forest Mỹ Đình đã tăng ca ngày đêm để hoàn thành khâu chuẩn bị cho ngày ra mắt truyền thông. Do gần đây dự án khu đô thị cao cấp và nghỉ dưỡng phức hợp Thiên Long Nha Trang gây được tiếng vang rất lớn không chỉ trong ngành bất động sản mà còn thu hút cả giới truyền thông. Đó chính là lý do khi được biết khu đô thị cao cấp Mỹ Đình của tập đoàn bất động sản Thiên Long ra mắt họ đã tới rất đông để tác nghiệp đưa tin. Thiên Long đi lướt qua người Hoàng Phượng đi lên sân khấu giọng nói trầm ấm của anh vang lên khiến cả hội trường đang ồn ào bỗng im bặt. Chào hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp, chào các bậc phụ huynh, các anh chị phóng viên và các bạn sinh viên có mặt trong hội trường. Tràng pháo tay rất dài của mọi người dành cho Thiên Long. Giọng nói trầm ấm của anh tiếp tục vang lên. Rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người. Vì vấn đề bản quyền nên tập đoàn bất động sản Thiên Long đã xin phép lãnh đạo trường đại học xây dựng cho phép tập đoàn được công bố giải thưởng cuộc thi thiết kế khu đô thị cao cấp Mỹ Đình, đồng thời ra mắt truyền thông dự án City and the Forest Mỹ Đình của Thiên Long ngay tại hội trường của trường Đại học xây dựng. Mọi người còn xì xa bàn tán cuộc thi thiết kế khu đô thị cao cấp Mỹ Đình và ra mắt dự án mới của tập đoàn Bất Động Sản Thiên Long thì có liên quan gì tới buổi lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp của các bạn sinh viên khoa kỹ thuật xây dựng Đột nhiên màn hình lớn trên sân khấu xuất hiện hình ảnh tổng quan khu đô thị cao cấp City in the Forest Mỹ Đình sau khi hoàn thành kèm lời giới thiệu của Thiên Long. Đây là thiết kế đạt giải nhất của cuộc thi thiết kế khu đô thị Mỹ Đình được Tập đoàn Bất Động Sản Thiên Long áp dụng vào thiết kế và xây dựng. Tôi xin thay mặt Tập đoàn Bất Động Sản Thiên Long công bố ra mắt dự án City in the Forest Mỹ Đình trước các cơ quan truyền thông và báo chí. Nhìn hình ảnh tổng quan của dự án không chỉ khiến những người liên quan đến ngành xây dựng mà tất cả những ai có mặt trong hội trường đều bị chấn động. Đó là một ý tưởng vô cùng táo bạo giống như một khu rừng già giữa trốn đô thị phồn hoa. Niềm tự hào trên gương mặt của ông Hoàng Hải, bà Diễm My và cả Bình Minh Họ được nghe Thiên Long nói Hoàng Phượng đạt giải nhất cuộc thi thiết kế. Khu đô thị cao cấp sau tập đoàn bất động sản Thiên Long của anh phát động. Nhưng khi thực tế nhìn thấy nó, họ đã thực sự bất ngờ về tài năng của cô. Lúc này thì Bình Minh mới vỡ lẽ vì sao bạn thân của anh lại đòi ký hợp đồng với em gái của mình tới 5 năm trong khi cô chưa tốt nghiệp. Thiên Long hướng ánh mắt về phía Hoàng Phượng đang ngây ngốc nhìn mình dưới sân khấu. Bản thiết kế này là của em Hoàng Phượng sinh viên của trường đại học xây dựng. Thiên Lâm ngoắc tay với Hoàng Phượng, y muốn cô lên sân khấu. Khi Hoàng Phượng đứng cạnh mình, Thiên Long lại tiếp tục lên tiếng. Và chính em Hoàng Phượng là người thực hiện bản vẽ kỹ thuật của tòa nhà trung tâm cao 109 tầng của dự án. Đó cũng là đề tài cô chọn làm đồ án tốt nghiệp của mình mời hoàng phượng lên thuyết trình đồ án tốt nghiệp của mình sau lời giới thiệu của thiên long tất cả mọi người đều hiểu vì sao tập đoàn bất động sản thiên long lại có mặt ngay tại hội trường đại học xây dựng hà nội lại còn đúng lúc hoàng phượng bảo vệ đồ án tốt nghiệp để ra mắt truyền thông dự án mới của tập đoàn ánh mắt tự hào xen lẫn ngưỡng mộ của các bạn sinh viên và các thầy cô trong hội đồng chấm đồ án dành cho hoàng phượng thì lòng không đi xuống dưới mà anh đứng ngay bên cạnh Hoàng Phượng. Anh còn giúp cô điều chỉnh hình ảnh liên quan đến đồ án tốt nghiệp của cô trong suốt quá trình cô thuyết trình để đảm bảo khung thời gian mà hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp đưa ra. Chính điều đó đã giúp cô trở nên tự tin hơn. Sau phần thuyết trình là phần đọc nhận xét của giáo viên hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp. Phần này rất quan trọng vì điểm tốt nghiệp là điểm trung bình cộng của người hướng dẫn, điểm chấm đồ án và điểm phản biện. Nhưng trong hồ sơ đồ án tốt nghiệp của Hoàng Phượng lại không có lời nhận xét của Thiên Long, vì vậy cô nhìn anh nói: "Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp, tôi rất cảm ơn sự tận tình chỉ dạy của anh Huỳnh Thiên Long, tổng giám đốc tập đoàn bất động sản Thiên Long ạ." Lẽ ra những lời nhận xét của Thiên Long phải ghi trong hồ sơ đồ án tốt nghiệp của Hoàng Phượng vì phần đọc nhận xét của người hướng dẫn là bắt buộc. Vì vậy, lời nhận xét trực tiếp của anh ngay trên sân khấu tốt nghiệp thu hút không chỉ các thành viên trong hội đồng mà còn thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người. Là một người tốt nghiệp khoa kỹ thuật xây dựng trường đại học Cambridge, lại có kinh nghiệm 2 năm làm việc cùng các kỹ sư xây dựng hàng đầu của thế giới. Tôi đánh giá rất cao tài năng của sinh viên Hoàng Phượng. Đó là lý do tôi tin tưởng giao cho Hoàng Phượng thiết kế kỹ thuật tòa nhà chính của dự án. Thiết kế của cô được các kỹ sư xây dựng hàng đầu thế giới đánh giá cao. Thiền lòng tiểu khiển chuột laptop của mình kết nối với màn hình chiếu lớn trên sân khống ghi lại đoạn clip những kỹ sư nổi tiếng đến từ Mỹ, Anh và Nhật nhận xét về quá trình làm đồ án tốt nghiệp của Hoàng Phượng điều đặc biệt những người này luôn là tấm gương thầy cô lấy làm hình mẫu trong các bài giảng dạy của mình. Tới những người đứng đầu trong ngành xây dựng của thế giới còn đánh giá cao đồ án tốt nghiệp của Hoàng Phượng. Vì vậy những câu hỏi phản biện của thầy cô trong hội đồng chống đồ án tốt nghiệp cũng không làm khó được cô. Hoàng Phượng trả lời tất cả các câu hỏi một cách xuất sắc. Một phóng viên giơ tay phát biểu. Trong lúc chờ đợi thầy cô trong hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp của sinh viên Hoàng Phượng, tôi có thể đặt một câu hỏi được không ạ? Thiên Long nở một nụ cười thân thiện đáp lại phóng viên, "Mời anh." Nam phóng viên không làm mất thời gian của mọi người, trực tiếp đặt câu hỏi. Dự án City in the Forest Mỹ Đình hứa hẹn sẽ là siêu dự án trong ngành bất động sản thời gian tới, hai dự án gần đây nhất của tập đoàn bất động sản Thiên Long đều hướng tới đối tượng giàu và siêu giàu. Là người đứng đầu tập đoàn, xin hỏi anh có dự định tạo nên những sản phẩm hướng tới những người có thu nhập thấp và trung bình không? Xin hết. Thiên Long điềm đạm trả lời: "Cảm ơn anh đã đánh giá cao những dự án gần đây của tập đoàn bất động sản Thiên Long. Thiên Long vẫn đang thực hiện song song các dự án dành cho mọi đối tượng khách hàng chứ không riêng gì tầng lớp giàu và siêu giàu." hiện tại Thiên Long đang thi công hơn 20 dự án trên cả nước. Trong đó sản phẩm dành cho khách hàng có thu nhập trung bình, chiếm hơn một nửa. Mọi khách hàng muốn tìm hiểu hoặc có nhu cầu sản phẩm từ tập đoàn Bất Động Sản Thiên Long có thể truy cập trang web chính thức của tập đoàn hoặc các đại lý bán lẻ của Thiên Long khắp cả nước. Đội ngũ nhân viên của tập đoàn luôn phục vụ quý khách tận tình chú đáo. Câu trả lời của Thiên Long nhận được tràng pháo tay rất lớn của tất cả mọi người trong hội trường. Ngay sau đó có rất nhiều cánh tay dơ lên, muốn đặt câu hỏi với Thiên Long. Anh chỉ vào một bạn sinh viên gần anh nhất. Vì phải trả lại sân khấu cho hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp, nên em sẽ là người cuối cùng đặt câu hỏi. Mời em. Bạn sinh viên tỏ vẻ vô cùng phấn khích. Em chào anh Thiên Long idol của chúng em. Anh ở ngoài đời đẹp trai hơn rất nhiều so với trên TV và trên báo ạ. À. Em rất vinh dự được thay mặt các bạn sinh viên đặt câu hỏi cho anh. Câu hỏi của em là Anh có thể bật mí phần thưởng đạt giải nhất cuộc thi thiết kế khu đô thị cao cấp Mỹ Đình không? Hoàng Phượng là bạn nữ duy nhất của khoa kỹ thuật xây dựng chúng em và cũng là hoa khôi của trường. Chúng em ai cũng thầm mến bạn ấy. Còn anh trong quá trình làm việc chung và hướng dẫn bạn ấy làm đồ án tốt nghiệp, anh có cảm giác gì với bạn ấy không ạ câu hỏi cuối cùng của em là chúng em tốt nghiệp đại học xây dựng có cơ hội làm việc cho tập đoàn bất động sản thiên long không ạ bạn sinh viên vừa dứt lời đã nhận được chàng pháo tay và tiếng hú hét cổ vũ có lẽ đó cũng là câu hỏi mà các bạn tò mò nhất vào lúc này trước câu hỏi của bạn sinh viên thiên long mỉm cười đáp phần thưởng dành cho giải nhất cuộc thi thiết kế khu đô thị cao cấp Mỹ Đình sẽ được bật mí sau khi kết thúc buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của các bạn sinh viên sáng nay. Thiên Long luôn chào đón tất cả các bạn sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Các bạn có thể theo dõi mục tuyển dụng của tập đoàn tại trang web chính thức của tập đoàn và làm theo hướng dẫn. Hy vọng một ngày không xa anh sẽ được làm việc cùng các em. Hoàng Phượng hồi hộp chờ đợi Thiên Long trả lời câu hỏi của bạn sinh viên liên quan tới mình. Nhưng khi anh không hề nhắc tới tên cô trong câu trả lời khiến cô rất thất vọng. Cô vô thức thở dài một hơi. Lúc này, chủ tịch hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp đứng lên thông báo. Xin chúc mừng sinh viên Hoàng Phượng. Hội đồng đã thống nhất chấm em đạt điểm tối đa cho đồ án tốt nghiệp của mình. Cả hội trường vang lên tràng pháo tay chúc mừng. Hoàng Phượng vui tới mức lấy tay che mặt mình lại. Cô cứ ngỡ mình đang chìm trong một giấc mơ. Hơn 4 năm miệt mài đèn sách của cô đã nhận được thành quả xứng đáng. Giây phút cô bỏ bàn tay che mặt mình xuống, liền thấy Nguyên Vũ đang quỳ gối trước mặt mình. Hoàng Phượng chưa biết ý định của Nguyên Vũ là gì, thì thấy anh lấy từ túi áo của mình ra, một chiếc hộp chứa một chiếc nhẫn có kim cương rất đẹp. Hoàng Phượng đồng ý làm vợ anh nhé. Thiên Long nhìn thấy cảnh này thì lặng lẽ rời khỏi hội trường. Còn Hoàng Phượng lúc này vô cùng hoảng hốt trước lời cầu hôn của Nguyên Vũ. Cô không nghĩ tới sau một tuần để cho cô yên ổn chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Anh lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Trước mặt bao nhiêu người, bố mẹ, thầy cô, các bạn sinh viên, phóng viên còn có cả vị tổng giám đốc ngang ngược kia nữa. Hoàng Phượng hôm nay mặc đơn giản áo đồng phục của khoa kỹ thuật xây dựng kết hợp với quần jean trông hết sức giản dị. Còn Nguyên Vũ mặc đồ vest lịch lãm như một chú rể. Nhìn hình ảnh hai người hoàn toàn đối lập. Không ít người nhận ra Nguyên Vũ chính là người đánh thiên long tại sân bay Cam Ranh Vì vậy dưới hội trường mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Cũng có giải rác một vài bạn cổ vũ. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Hoàng Phượng còn chưa biết xử lý với lời cầu hôn của Nguyên Vũ thế nào lại thấy Bình Minh cũng quỳ gối xuống bên cạnh Nguyên Vũ, rồi dơ cao chiếc nhẫn kim cương nói. Em đồng ý lấy anh nhé. Hoàng Phượng nhận ra đây là chiếc nhẫn bà Diễm My vẫn thường đeo. Viên kim cương trên chiếc nhẫn này so với viên kim cương trên chiếc nhẫn của Nguyên Vũ, to và tinh xảo hơn gấp mấy lần. Thế đang cầm micro, lên tiếng đúng lúc giải vây cho Hoàng Phượng. Tôi nghĩ sẽ còn rất nhiều anh chàng muốn cầu hôn với cô nàng xinh đẹp và tài giỏi Hoàng Phượng của chúng ta, nhưng vì thời gian không cho phép nên các bạn có thể chọn dịp khác để tỏ tình. Còn bây giờ, mời Hoàng Phượng ra bên ngoài để nhận thưởng giải nhất do tập đoàn bất động sản Thiên Long trao ạ. Hoàng Phượng được giải cứu một cách khó tin nhất. Ông anh trai lúc trước đưa cô vào miệng cọp thì giờ phút này lại lập công đưa cô từ miệng beo trở về. Ánh mắt của Hoàng Phượng nhìn Bình Minh không khỏi cảm kích. Ông Hoàng Hải và bà Diễm My lên tặng hoa cho Hoàng Phượng. Hai người xúc động tới rời nước mắt. Thấy phóng viên xuất hiện bây kín lấy Hoàng Phượng và vợ chồng ông Hoàng Hải. Nguyên Vũ lặng lẽ rút lui. Vì ông Hoàng Hải và bà Diễm My đeo khẩu trang nên các phóng viên không nhận ra họ. Bình Minh và lái xe của gia đình nhanh chóng đưa hai người ra xe. Mọi người tò mò phần thưởng mà Hoàng Phượng nhận được Nên theo chân cô ra sân trường nơi trao phần thưởng cho cô Tới giờ trao thưởng không thấy Thiên Long đâu Gọi cho anh thì không bắt máy Vì vậy đích thân Thiên Đăng là người trao thưởng Lúc nhân viên của tập đoàn bất động sản Thiên Long lấy tấm bạt phủ ra, chiếc xe Lamborghini Aventador màu hồng lộ diện, tiếng reo hò của mọi người làm náo động cả sân trường. Nhận chiếc chìa khóa tượng trưng từ thiên đăng Hoàng Phượng biết đó là xe hơi Nhưng cô không nghĩ đó là chiếc xe Có giá trị tới hơn 50 tỷ đồng Vì vậy cô nhìn thiên đăng hỏi Chiếc xe này là thiên long tặng cho em Em không phải trả thêm bất cứ khoản tiền nào chứ Trong mắt Hoàng Phượng Thiên Long là người rất yêu tiền Đến tiền lãi anh cũng tính toán với cô Thì cô không tin anh lại có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy Để tặng chiếc xe này cho cô hôm mở bán biệt thự của dự án khu đô thị cao cấp và nghỉ dưỡng phức hợp thiên long nha trang cũng vậy anh nói tặng cho chủ nhân của ý tưởng thiết kế căn biệt thự có diện tích lớn nhất và vị trí đẹp nhất trị giá hàng trăm tỷ đồng cô cũng không tin cô nghĩ anh nói như vậy chỉ là đánh bóng tên tuổi trước báo chí anh cũng chưa từng thẳng thắn nói với cô hay thừa nhận cô chính là chủ nhân của ý tưởng thiết kế đó hoàng phượng dứt lời cả sân trường vang lên tiếng cười rộ Thiên Đăng cũng không ngoại lệ. Một hồi sau anh mới ngưng cười đáp. Có, em phải mất thêm một khoản tiền, đó là đổ xăng đầy chạy. Cả sân trường lại vang lên một chàng cười. Vậy em có thể lái chiếc xe này không? Đương nhiên là được, hiện tại nó hoàn toàn thuộc về em. Thiên Đăng dứt lời, Hoàng Phượng liền nổ máy lái xe rời đi. Cô sợ nếu không rời đi Thiên Đăng đổi ý, thì chiếc xe sẽ không thuộc về cô nữa. Thiên Đăng và mọi người nghĩ Hoàng Phượng chỉ chạy thử một vòng. Không ngờ chờ tới đầu giờ chiều không thấy cô quay lại. Anh mới xin lỗi với anh chị em phóng viên và các bạn sinh viên rồi ra về. Về tới căn pen của Thiên Long, thấy anh đang một mình uống rượu. Thiên Đăng vội giật ly rượu trên tay anh uống một hơi cạn. Vừa uống vào anh liền xoa bụng. Có gì ăn không? Tao đói sắp xỉu tới nơi rồi. Không thấy Thiên Long đáp lại anh lại tiếp tục lên án. Hai đứa mày cũng vừa phải thôi chứ. Chơi trò bấm nút mất xác cũng không báo trước người ta lấy một tiếng. Để người ta đợi tới giờ này mới về này. Thiên Long chỉ liếc nhìn Thiên Đăng một cái. Rồi lấy một chiếc ly khác, rót rượu vào tiếp tục uống. Biểu hiện này của Thiên Long, Thiên Đăng không lạ gì. Trước lúc Nguyên Vũ cầu hôn Hoàng Phượng, Thiên Long vẫn còn vui vẻ khi Nguyên Vũ xuất hiện trên sân khấu cầu hôn cô thì anh lập tức biến mất. Có lẽ Thiền Long bỏ về giữa trường nên không biết kết quả màn cầu hôn của Nguyên Vũ với Hoàng Phượng nên giữa trưa mới ngồi uống rượu một mình như vậy. Đây chẳng phải là biểu hiện của thất tình thì là gì? Thiền Đăng lấy điện thoại gọi cho nhà hàng ở tầng dưới của tòa nhà mang đồ ăn lên. Một lát sau, nhân viên của nhà hàng đã mang đồ ăn lên vì đói bụng nên anh cắm đầu ăn. Ăn xong ngẩng mặt lên thì phát hiện Thiên Long không hề đụng đũa. Chai rượu cũng đã uống cạn. Anh giật lấy chai rượu không cho Thiên Long uống tiếp. Mày thích Hoàng Phượng, sao không tỏ tình với cô ấy trước? Để người khác giật mất cơ hội rồi về đây hành hạ bản thân mình như thế. Thiên Long dễ dàng giật lấy chai rượu từ tay Thiên Đăng. Rồi rót ra ly tiếp tục uống Cảm giác trong anh lúc này không biết diễn tả thế nào cho đúng. Có nuối tiếc vì cô gái đầu tiên cũng là duy nhất anh có thể gần gũi được người khác cầu hôn. Có thất vọng vì trước đó cô nói với anh, cô chia tay với Nguyên Vũ nhưng đang ở nhà anh, thậm chí không cần nói với anh một tiếng, liền bỏ về với anh ta. Hôm nay anh lại được tận mắt chứng kiến màn cầu hôn của hai người, nghĩ tới lần giải cứu cô ngay giữa thân anh ta. Anh cảm thấy thật nực cười, cô đi với người yêu của cô, được người yêu của cô cầu hôn là chuyện thường tình. Vậy tại sao anh cảm giác ngực trái của mình đau thế này, phải chăng anh đã yêu cô? Trong anh lúc này còn xen lẫn một loại cảm xúc vô cùng tuyệt vọng, người phụ nữ duy nhất anh có thể gần gũi, người phụ nữ duy nhất khiến trái tim anh rung động đã hoàn toàn thuộc về người khác. Một cảm giác khó chịu từ nhỏ tới lớn anh chưa từng trải qua. Lúc này anh chỉ có thể mượn rượu để giải bày. Trước câu hỏi của Thiên Đăng, Thiên Long nhìn Thiên Đăng đáp lại. Nếu là mày, mày có làm người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của hai người họ không? Một Thiên Long lạnh lùng cao ngạo thường ngày. Không còn thay vào đó là một Thiên Long lụy tình đến khó tin. Thiên Đăng bực mình giật mạnh chai rượu từ tay anh quát lớn. Mày biết mày là người thứ ba trong mối quan hệ của hai người họ. Mày cũng biết điểm dừng không cho thằng Hùng theo dõi tên Vũ kia nữa. Thì người ta có cầu hôn, thậm chí cưới rồi sinh con cũng mặc kệ. Mày ở đây đau khổ để làm gì? Liên quan đến mày à? Nghe Thiên Đăng nói tới từ cưới rồi sinh con, Thiên Long đột nhiên bật khóc. Đến lúc này thì Thiên Đăng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Anh quát lên với Thiên Long. Mày tỉnh táo lại ngay. Đến giờ làm việc buổi chiều rồi tranh thủ đang được truyền thông ủng hộ. Chúng ta nhanh chóng xem xét để mở bán sản phẩm tại khu đô thị City in the Forest, Mỹ Đình đi. Vị thiên đăng lấy mất chai rượu, rượu trong ly cũng đã uống cạn. Thiên Long lại vươn tay lấy ly rượu của Thiên Đăng tiếp tục uống. Tiếng chuông cửa reo. Thiên Đăng chừng mắt nhìn Thiên Long nói. Mày không định ra mở cửa à? Thiên Long không hề có bất kỳ phản ứng gì. Cứ như thể đây không phải nhà của anh buộc Thiên Đăng phải đi mở cửa. Vừa mở cửa, Băng Di liền lao vào ôm lấy Thiên Đăng. Anh Long, anh... Băng Di cứng miệng lưỡi không thể nói tiếp khi biết người mình ôm không phải là Thiên Long mà là Thiên Đăng. Cô vội buông Thiên Đăng ra xấu hổ lên tiếng. Xin lỗi anh Đăng, anh Long đâu? Thiên Đăng hất cầm vào bên trong phòng ăn nơi Thiên Long đang ngồi uống rượu sau đó lặng lẽ lấy cặp và áo khoác xuống tầng dưới đi làm. Đối ngược với tâm trạng bi lụy của Thiên Long, Hoàng Phượng lại vui mừng tới mức quên ăn quên uống. Cô bám lấy chiếc xe Lamborghini như thể sợ người khác lấy mất. Cô lên xe nghiên cứu tất cả các chức năng cũng như tiện ích của xe. Cô vuốt ve, nói chuyện với chiếc xe coi nó như con cưng của mình. Lại còn chụp hình selfie mọi góc độ khoe trên mạng xã hội nữa. Lúc nhìn thấy Bình Minh lại gần, cô cười không khép được miệng nói. Anh Tôm, anh nhéo em một cái đi. Bình Minh giơ hai tay lên nhéo mạnh hai bên má của Hoàng Phượng khiến cô la lên vì đau đớn. Thì ra không phải là mơ. Lần đầu tiên trong đời Bình Minh làm Hoàng Phượng đau mà không bị cô đánh hay mép bố mẹ. Bình Minh đi một vòng quanh chiếc xe rồi nói Cho anh chạy thử một vòng nhé Hoàng Phượng vội từ chối Anh Tô muốn đi đâu em chở đi Còn mượn em không cho đâu xe của cô mới nhận về cô không muốn cho ai đụng tới kể cả anh trai của mình bình minh làm bộ không quan tâm đi vào trong biệt thự hôm nay dì hải nấu món gà chiên mắm rất ngon em quyết không ăn tối sao nhắc tới gà chiên mắm hoàng phượng chợt nhớ ra từ sáng tới giờ cô chưa ăn cơm vì vậy cô nhanh chóng xuống xe chờ em ăn cơm xong anh tô muốn đi đâu xe đi chở đi nhé Tưởng tượng đích thân mình cầm lái chờ anh trai đi dạo phố Hà Nội về đêm, Hoàng Phượng không khỏi phấn khích. Bình Minh tỏ vẻ phấn khích không kém Hoàng Phượng đáp. Ok. Ăn cơm tắm rửa xong, Hoàng Phượng còn cố tình lựa một chiếc đầm màu hồng tông xuyệt tông với màu xe mới của cô. Giày dép túi sách màu son cũng phải màu hồng cô mới chịu. Cô hớn hở chạy ra ga để đi dạo cùng Bình Minh, nhưng ra chỗ vừa nãy đậu xe của mình, không thấy xe đâu cô muốn chửi tục một tiếng cô đã bị ông anh trai của mình lừa rồi cô lấy điện thoại ra để gọi cho bình minh còn chưa bấm gọi đã nghe giọng của nguyên vũ em định đi đâu à hoàng phượng giật mình thiếu chút nữa làm rớt điện thoại chiếc điện thoại lần trước không dùng được nữa chiếc này là chính nguyên vũ mua cho cô lúc đó cô không muốn nhận nhưng anh nói do lỗi của anh nên cô bất đắc dĩ nhận nó Hoàng Phượng cất điện thoại lại vào túi sách. Cô sợ đi ra ngoài lúc này, e rằng lành ít giữ nhiều. Vì vậy cô vội xoay chuyển tình thế. Em đang tính đi chơi cùng anh Tôm. Nhưng anh đến đây rồi thì dịp khác, em đi với anh ấy cũng được. Mời anh vào nhà em chơi, tiện em có chuyện muốn nói với anh. Nguyên Vũ nghe vậy, liền nắm lấy tay Hoàng Phượng. Chuyện gì để sau hãy nói, anh có một bất ngờ muốn dành tặng em chúng ta đi thôi. Hoàng Phượng bất ngờ nhìn xuống chiếc váy body màu hồng cô đang mặc. Lần trước cô mặc quần áo anh ta còn cởi được. Lần này mặc váy không phải là sẽ rất dễ dàng sao? Thấy Hoàng Phượng có vẻ đề phòng, Nguyên Vũ lên tiếng. Anh hứa nếu em không cho phép, anh sẽ không đụng vào em. Hoàng Phượng nhìn vào mắt Nguyên Vũ. Trước đây cô vẫn thường nói cô thích nhất là nụ cười và đôi mắt của anh. Nhưng hiện tại nhìn vào nó cô lại có cảm giác không đáng tin Một cảm giác sợ hãi từ đáy lòng Nhưng vì đây là cơ hội để cô nói rõ ràng mọi chuyện với anh Nên Hoàng Phượng không từ chối Trước khi đi cô gọi báo cho Bình Minh Phòng trường hợp Nguyên Vũ dở trò Em gọi điện nói với anh tôm để anh ấy khỏi đợi Nguyên Vũ mỉm cười gật đầu Hoàng Phượng đang tìm số của Bình Minh thì có cuộc gọi tới của Ngọc Hà Điện thoại không kịp đổ chuông Cô đã vuốt màn hình nghe Hà đây tớ vừa bay về Hà Nội Tớ muốn gặp cậu Ngay Ngọc Hà hỏi Hoàng Phượng cha ống nghe nói với Nguyên Vũ Giờ chúng ta đi đâu Nguyên Vũ không ngần ngại Nói tên nhà hàng Memory Nhà hàng này chính là nơi lần đầu tiên Cô và anh hẹn hò Hoàng Phượng nhắc lại lời Nguyên Vũ và điện thoại Nhà hàng Memory Sau đó cô cúp máy nhà hàng này là địa điểm nổi tiếng dành cho các cặp tình nhân tọa lạc trên tầng cao nhất của một tòa nhà cách biệt thự của gia đình cô không xa nhà hàng này thiết kế rất đặc biệt chia từng phòng nhỏ ngăn cách để tạo sự riêng tư cho các cặp đôi và đặc biệt điều kiện để vào nhà hàng này phải đi hai người quay lại nơi được gọi là dấu chân kỷ niệm của hai người nhưng hoàng phượng lần này lại có cảm giác sợ hãi xen lẫn lo lắng Nguyên Vũ dẫn cô vào căn phòng họ từng đến. Vừa mở cửa phòng, Hoàng Phượng liền bất ngờ không dám bước tiếp. Trong phòng chỉ thắp nến mà không bật điện, hoa hồng tươi trải đầy sàn nhà. Trông thì có vẻ rất lãng mạn, nhưng chính điều này càng khiến Hoàng Phượng bất an. Nguyên Vũ thấy Hoàng Phượng không bước tiếp, liền kéo tay cô đi vào, sau đó cầm bó hoa thật lớn. Nhân viên chuẩn bị trước, sơ trước mặt cô nói. Chúc mừng kỹ sư xây dựng tài năng của anh Hoàng Phượng bất đắc sĩ cầm bó hoa từ Nguyên Vũ Cảm ơn anh Hai người ngồi xuống đối diện nhau Hoàng Phượng thầm thở vào Khoảng cách này khá an toàn Em muốn ăn gì? Em mới ăn cơm xong thì anh tới Tiếng gõ cửa Sau đó nhân viên nhà hàng đi vào Nguyên Vũ nói nhỏ với nhân viên gì đó Chắc hẳn Nguyên Vũ đặt trước Vì vậy rất nhanh sau đó nhân viên nhà hàng liền mang một chiếc bánh kem và một chai rượu tới nguyên vũ khui rượu rót vào ly cho hai người rồi nhìn hoàng phượng nói em cắt bánh đi chiếc bánh có chữ chúc mừng kỹ sư hoàng phượng hoàng phượng cầm dao cắt bánh sau đó hai người cùng uống cạn ly rượu mừng cảm ơn anh cô ước quay trở lại thời gian trước khi cô đi du lịch nha trang cô sẽ không ngớ ngẩn ký vào bản hợp đồng kia cũng sẽ không chứng kiến anh thân mật cùng người khác thì lúc này cô vẫn còn tin tình cảm sự quan tâm sự ôn nhu của anh chỉ dành riêng cho cô bữa tiệc này coi như là một kỷ niệm đẹp để cô nhớ về anh người cô từng yêu nguyên vũ rót tiếp ly rượu khác sau đó hai người cùng uống cạn chúng ta nên dừng lại tại đây chúng ta có thể bỏ qua tất cả để quay lại như xưa được không Hoàng Phượng và Nguyên Vũ đồng thời nói ra suy nghĩ của mình. Hoàng Phượng nghĩ đây là thời điểm tốt để cô nói chuyện kết thúc với anh. Còn Nguyên Vũ thì nghĩ, trước đây mỗi lần đi cùng cô nói cười không ngừng nghỉ, hiện tại cô ít nói chuyện, ánh mắt của cô nhìn anh cũng đầy cảnh giác, điều đó khiến Nguyên Vũ không thể chấp nhận. Anh sợ mất đi cô, vì vậy lúc cô vừa bảo vệ đồ án tốt nghiệp xong, anh liền tranh thủ cầu hôn cô. Khoảnh khắc đó, nhìn vào ánh mắt hoảng loạn của cô, anh nhận ra cô sợ anh tới mức nào. Lúc đó nếu Bình Minh không phá đám, thì anh nghĩ cô đã từ chối anh thẳng thừng rồi. Vì vậy anh đã thay đổi chiến thuật, cầu hôn không phải là bước đi đúng đắn. Trước lời đề nghị của Nguyên Vũng, Hoàng Phượng im lặng một hồi lâu. Anh đã cưỡng hiếp cô, lại còn công khai hành động kích tình với người khác trước mặt cô. Bây giờ anh lại muốn hai người trở về như xưa thử hỏi làm sao cô có thể quên đi ký ức kinh hoàng đó. Chính những điều đó đã trở thành điểm đen không thể xóa nhòa trong tâm trí của cô, thử hỏi làm cách nào để hai người có thể trở lại như xưa, trừ khi cô bị mất não. Một người muốn dừng lại, một người muốn bước tiếp. Hai người bỗng nhiên rơi vào im lặng, hai người như đang đợi câu trả lời của đối phương mà không ai lên tiếng trước. Hoàng Phượng thì suy nghĩ tiếp tục yêu Nguyên Vũ với cô là không thể. Còn Nguyên Vũ khó khăn lắm anh mới chiếm được tình cảm của Hoàng Phượng. Bằng mọi cách anh phải giữ chặt. Trước sự im lặng đến đáng sợ của Nguyên Vũ, Hoàng Phượng bắt đầu có cảm giác ngột ngạt vô cùng khó chịu. Ở đây bị cúp điện hay sao? Mà em cảm giác nóng nực quá. Em ra ngoài hỏi nhân viên xem thế nào nhé. Trong phòng chỉ thắp nến không bật điện lại thấy nóng gian trong người. Vì vậy cô mới nghĩ bị cúp điện. Nguyên Vũ vội đi lại bật công tắc điện. Cả căn phòng lập tức sáng trưng. Anh đưa cho cô chiếc điều khiển đang hiển thị 27 độ nói. Chắc tại em không quen uống rượu nên mới cảm giác như vậy. Hoàng Phượng không phải dạng nghiện rượu cũng không phải không biết uống rượu. Hai ly rượu vang cô vừa uống không thể khiến cho cô say được. Lần trước đi liên hoan với anh em trong đội thiết kế của tập đoàn Bất Động Sản Thiên Long, cô đã uống tới 10 ly rượu mạnh vẫn chưa say. Hoàng Phượng bắt đầu có cảm giác toàn thân nóng bỏng như lửa đốt, một cảm giác ngứa ngáy toàn thân rất khó chịu. Em muốn một ly nước lạnh. Lúc này cô chỉ muốn uống một ly nước đá hoặc được ngâm mình trong bồn đầy nước lạnh. Nguyên Vũ đưa cho Hoàng Phượng ly nước lọc trên bàn, uống một hơi cạn ly, cô lại tiếp tục chỉ vào ly nước của anh nói: "Vẫn chưa đã khát." Nguyên Vũ tiếp tục đưa ly nước của anh cho cô uống. Càng ngày Hoàng Phượng càng có cảm giác bức bối. Cô chỉ muốn lột cởi hết đồ trên người mình xuống. Nếu là ở nhà chắc hẳn cô đã lột sạch đồ rồi nhảy ngay vào phòng tắm rồi. Nguyên Vũ đứng dậy đi lại gần đưa tay sở chán cô. Em bị sốt rồi. Cả người Hoàng Phượng nóng gian. Làn da trắng bị nổi lên một tầng hồng. Càng thêm hấp dẫn chết người khiến Nguyên Vũ phải nuốt nước miếng liên tục. Bàn tay lạnh lẽo của Nguyên Vũ đặt trên trán, khiến Hoàng Phượng có cảm giác dễ chịu hơn. Cô còn có ý nghĩ muốn bàn tay của anh vuốt ve khắp cơ thể mình, thậm chí cả nơi hạ thân đang ngứa ngáy của cô nữa. Chút lý trí còn sót lại, khiến Hoàng Phượng đẩy tay Nguyên Vũ ra nói: "Em không sao, em chỉ hơi nóng một chút thôi." Mặc dù ngoài miệng cô nói vậy, nhưng hơi thở gấp gáp của Hoàng Phượng lúc này đã tố cáo cô không ổn chút nào. Hoàng Phượng suy nghĩ có lẽ Nguyên Vũ đã hạ thuốc cô. Cô đã nhắn tin cho Ngọc Hà địa chỉ của nhà hàng cách đây hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng không thấy Ngọc Hà xuất hiện. Cô không thể mạo hiểm ngồi đây đợi Ngọc Hà tới giải cứu mình được. Vì vậy cô nghĩ kế thoát thân. Em muốn ra ngoài rửa mặt cho bớt nóng rồi quay lại. Hoàng Phượng thầm cảm ơn vì nhà hàng này không có nhà vệ sinh trong phòng. Nên ra ngoài cô có thể tẩu thoát cô còn chưa đi tới cửa, Nguyên Vũ liền theo sau. "Để anh đưa em đi." Cô muốn từ chối anh, nhưng lúc này cô như bị ảm giác, bước đi cũng có chút loạn choạng. Nguyên Vũ vội đỡ Hoàng Phượng nhưng lại bị cô đẩy ra. "Em không sao." Nguyên Vũ nhất quyết không buông Hoàng Phượng ra. "Nếu em khó chịu, để anh đưa em về nghỉ ngơi." Nguyên Vũ không gấp gáp, anh nhìn Hoàng Phượng như nhìn một con mồi đang sập bẫy nhìn vào ánh mắt như dã thú của nguyên vũ lúc này hoàng phượng sợ hãi lùi về sau miệng không ngừng la hét đừng tới gần tôi xin đừng tới gần tôi hoàng phượng hoàng phượng giọng của bình minh và ngọc hà đồng thời vang lên bình minh đấm đạp liên tiếp lên người nguyên vũ phát ra tiếng bịch bịch kèm theo đó là lời nói mất bình tĩnh mày đã làm gì em tao ngọc hà nhanh chóng kéo nguyên vũ ra khỏi tầm kiểm soát của bình minh Lúc này Hoàng Phượng cũng nhận ra Bình Minh nên vội ôm lấy anh như cái phao cứu sinh. Anh Tôm. Tay của Hoàng Phượng bắt đầu lần mò trên người Bình Minh. Bình Minh tức giận đẩy Hoàng Phượng ra. Anh giữ chặt hai bả vai của cô quát lớn. Em nghiêm túc lại cho anh. Hoàng Phượng bị Bình Minh quát nạt bỗng khóc lớn. Anh Tôm. Jerry khó chịu, chỗ này khó chịu, chỗ này cũng khó chịu, khắp người Jerry khó chịu rút lời cô còn cố đưa tay xuống vén váy của mình lên. Bình Minh không có thời gian suy nghĩ, vội giật mạnh chiếc áo sơ mi mình đang mặc, cột chặt hai tay của Hoàng Phượng vào nhau để cô không làm loạn. Ngọc Hà không biết mối quan hệ của Nguyên Vũ và Bình Minh với Hoàng Phượng thế nào. Ngày hôm nay cô xem được hai người này cùng cầu hôn Hoàng Phượng ngay tại nơi Hoàng Phượng bảo vệ đồ án tốt nghiệp, cô mới biết Nguyên Vũ có mối quan hệ không bình thường với Hoàng Phượng chính vì lý do đó cô bay ra hà nội để giải thích với hoàng phượng rằng cô không có ý gì với nguyên vũ lần hoàng phượng bắt gặp cô và nguyên vũ tại khách sạn chỉ là chuyện nguyên vũ bóc bánh trả tiền không ngờ tới đây cô vẫn gặp hai người cầu hôn hoàng phượng sợ nguyên vũ cố chấp không chịu đi sẽ xảy ra chuyện lớn vì vậy ngọc hà kéo anh ra khỏi nhà hàng memory để lại hoàng phượng cho bình minh còn bình minh ôm hoàng phượng đi tới trước cửa phòng bên cạnh rồi đá mạnh vào cửa phòng khiến cửa phòng lập tức bật ra. Bằng gì đang rót rượu cho Thiên Long, nghe tiếng đá cửa khiến cô giật mình, làm rớt chai rượu trên tay gây ra tiếng đổ vỡ lớn. Thiên Long lười biếng di chuyển ánh mắt ra phía cửa, thấy rõ người đứng ngoài cửa là ai, anh xem như mình không liên quan, cục mắt bưng ly rượu tiếp tục uống. Trước đó khi tới giờ làm mà không thấy Thiên Long ở phòng làm việc, bằng gì đã lên căn penthouse của anh để xin ý kiến của anh về việc mở cuộc họp bàn về việc mở bán sản phẩm tại khu đô thị City in the Forest Mỹ Đình. Kết quả Thiên Đăng ra mở cửa, còn anh đang một mình ngồi uống rượu. Thiên Long nghĩ nếu anh có thể gần gũi Hoàng Phượng, không có lý do gì anh không thể gần gũi người khác. Đặc biệt ba mẹ anh liên tục hối thúc anh lấy vợ, bằng gì lại là cô gái anh yêu thật lòng. Vì vậy anh muốn mình chủ động ôm hôn cô, gần gũi cô. Tuy nhiên anh vừa chạm vào cô, cơn buồn ói lại trỗi dậy. Tại sao anh có thể gần gũi với một mình Hoàng Phượng mà không phải Hoàng Phượng chỉ có thể gần gũi với một mình cô? Càng nghĩ anh càng buồn chán anh mượn rượu để giải sầu. Trước sự gần gũi của Thiên Long, bằng gì vui mừng tới quên trời đất, có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới có ngày người cô yêu lại chủ động ôm hôn cô. chỉ có điều anh chưa hôn được cô đã chạy vào nhà vệ sinh nôn ói. nên bằng gì nghĩ Thiên Long say vì đói. cô đưa anh tới nhà hàng Memory ăn. hai người tới đây được một lúc thì Bình Minh gọi tới cho Thiên Long chửi thề vì thẻ ngân hàng Thiên Long đưa cho anh không có tiền. đang bực mình vì là bạn thân, tới nhà hàng Memory vì đi một mình nên nhân viên không cho Bình Minh vào, khiến anh càng bực bội lúc này ngọc hà cũng trong tình trạng như anh hai người không quen biết vì mục tiêu chung đã kết đôi với nhau để được vào nhà hàng bất ngờ hai người vừa vào được bên trong nhà hàng memory liền nhìn thấy hoàng phượng trong tình trạng bị nguyên vũ hạ thuốc kích dục khiến bình minh càng tức giận hiện tại thằng bạn thân của anh lại làm ngơ khiến bình minh không thể giữ bình tĩnh anh nhìn thêm long quát mày có tin tao bảo đấm cho mày một phát không Hoàng Phượng lúc này khó chịu tới mức không thể đứng yên Cô cọ cọ mặt mình vào ngực của Bình Minh nói Anh cởi trói cho Jerry đi Jerry nóng trong người Jerry muốn Bình Minh bất bình tĩnh vùng tay tắt mạnh vào mặt Hoàng Phượng một cái rồi quát lớn Tỉnh táo lại cho anh Có phải hôm nay anh không tới kịp thì em cũng xong đời luôn rồi không Nhìn thấy Hoàng Phượng bị đánh Thiên Long không thể ngồi im Anh chạy tới đấm trả Bình Minh một đấm Mày có phải là anh trai của cô ấy không? Còn trói cô ấy lại nữa. Thiên Long lập tức cởi trói cho Hoàng Phượng. Hoàng Phượng vừa được giải thoát, liền lao vào ôm lấy Thiên Long. Hai tay của cô bắt đầu di chuyển loạn xạ khắp người anh. Tổng giám đốc đẹp trai, cảm ơn anh. Hành động của Hoàng Phượng khiến cả người Thiên Long cứng đờ. Có bình minh và băng di ở đây, cô lại dám cả gan. Có hành động mơn trớn trên cơ thể anh như vậy. Mặc Hoàng Phượng làm loạn khắp cơ thể mình, thiên long nhìn bình minh tò mò hỏi cuối bị làm sao bị thuốc mày canh chừng em mới giúp tao tao xuống cho tên vũ kia một trận bình minh tin tưởng giao hoàng phượng cho thiên long rồi đuổi theo nguyên vũ anh suy đoán hoàng phượng nói lời chia tay với nguyên vũ khiến anh ta không chấp nhận được mới sử dụng chiêu bẩn này vì vậy anh phải tìm công bằng cho em gái của mình Bằng gì từ trong phòng đi ra thấy Hoàng Phượng có hành động không đứng đắn với Thiên Long liền kéo Hoàng Phượng ra. Cô có liêm sỉ không vậy? Anh Long là của cô đấy à? Hoàng Phượng bị kéo ra khỏi người Thiên Long càng cảm thấy khó chịu nơi hạ thân không ngừng kích thích toàn thân nóng gian chỉ muốn cởi bỏ tất cả cô lập tức cởi váy của mình ra rất may mắn Thiên Long kịp thời cản lại Anh bế bổng Hoàng Phượng lên rồi quay qua nói với băng gì. Chờ anh về, băng di tỏ vẻ phụng phịu mặc dù không muốn nhưng bị khí áp của thiên long làm cho run sợ Cô đành phải ngoan ngoãn chở thiên long về căn penthouse của anh không những vậy dọc đường đi băng di còn phải chịu đựng nhìn thấy hình ảnh hoàng phượng liên tiếp sảm sỡ cơ thể thiên long qua kính chiếu hậu hoàng phượng không ngừng ngọ nguậy trong vòng tay của thiên long nhõng nhẽo tổng giám đốc tôi khó chịu thiên long bị cơ thể mềm mại của hoàng phượng cọ sát cũng bắt đầu nóng lên anh cố giữ bình tĩnh nói với cô sắp tới nhà rồi cô chịu khó một lát Hoàng Phượng nắm cổ áo thiên long cho gương mặt của anh gần với cô hơn Tổng giám đốc ra giá đi một đêm của Tổng giám đốc bao nhiêu tôi muốn anh phục vụ tôi đêm nay bằng gì nghe Hoàng Phượng nói mà lạc tay lái cũng may đường phố lúc này không tông đúc nếu không chắc hẳn đã có tai nạn đáng tiếc xảy ra rồi các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vòng tròn định mệnh của tác giả Phương Linh Hugo. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.